Xin chào các bạn đã đến với câu chuyện Vì đâu nàng tình như thế của tác giả Vu Chít, tập 17. Lão ý, mày đã biết quá nhiều. Tử Tiểu Thiên ngồi dậy sờ tới sờ lui cái giường, sau đó nhìn tôi. Tìm dao đi, giết nó diệt khẩu. Ai tỏ tình với ai vậy? Trần Chí Xà cũng tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn chúng tôi. Kiều Dương tỏ tình với tao. Tử Tiểu Thiên nén cười làm mặt nghiêm túc. Chết đi, sao mày dám chắc là không phải ngược lại? Tôi cảm phấn nói. Là tình yêu từ hai phía. Tử Tiểu Thiên nắm tay tôi điều bổ diễn sâu. Thuốc của mày đâu? Mẹ nó không thể tùy tiện dùng thuốc biết chưa? Nó hất tôi ra, nhảy từ giường xuống lật chăn tủ. Heo ơi, trái tim tao đâm vỡ thành trăm mảnh. Vì cả đột nhiên kêu lên. Hả? Tôi quay quay nhìn cá. Tiểu tử, mày trả Kiều Dương lại cho tao. Vì cả lại kêu gào. Kiều công tử, mày cũng trả tiểu tử lại cho tao ngay. Trần Chí Xà hùa theo. Chắc tao chết. Tử Tiểu Thiên nhảy xuống giường mở ngăn tủ tìm quần áo. Phòng này như nhóm tấu hài. Hôm nay đủ người rồi, ra ngoài đi, Uy Ca nói. Sau vụ đánh nhau lần trước đã rất lâu đám chúng tôi không ra ngoài, một mực ở lì trong phòng ký túc xá. Bốn đứa rảnh hai máy cộng thêm việc cả hai máy đều không chịu nổi lớp học ngày của Uy Ca, tạm thời không thể chạy nổi game nữa. Vợ hay, tuần trước tao cũng định nói kêu bảy đồ dẫn bọn mình đi giết nè. Trần Chí Xà vỗ tay tôi. Tôi nghĩ sáng sớm đã nói với Lăng Tiêu như vậy rồi, hẳn là hắn không online đâu. Thật ra thì hắn bình thản làm theo yêu cầu của tôi như vậy, làm tôi thấy hơi mất mát, cả cầu vì sao cũng không hỏi. Lúc ngồi ở tiệm net tôi có chút rối rắm, thời điểm đăng nhập tôi còn mãi suy nghĩ, nếu Lăng Tiêu online thì mình nên làm gì, gọi hắn hay vờ như không thấy. Bảy đồ có online, mau gọi hắn đi. Uy Ca đẩy tôi vừa xem xong thì nhìn sang màn hình Uy Ca. Quả thật là tên bảy đồ đang sáng lên. Tôi nổi giận xem ngay. Xem việc chấp nhận lời tôi như là dỗ trẻ con sao? Tôi online nhấp vào tên hắn rồi mắng ngay. Để không phải đã nói anh không được online sao? Bảy đồ không trả lời tôi. Tôi chờ mấy phút vẫn không chịu trả lời. Thế nào? Tử Tiểu Điên hỏi. Mẹ nó, tao bảo hắn cho một tuần đừng để tao thấy mặt. Tôi cắn răng mắng, thật khốn kiếp. Mẹ nó, anh nói chuyện coi. Ầm bầy đổ, ai đó? Lời này có trả lời nhưng làm tôi sửng sốt. Trời ạ, không phải hắn thật. Người dùng account của hắn đều có biết tôi. Bình thường cũng chỉ có Đinh Bằng lấy account của hắn. Kiểu công tử nhắn, bạn hắn, nàng ấy là ai? Ầm bầy đổ, ái chà, cô là vợ mới của anh hả? Tôi không biết nói gì mới được, dòng điều này rõ là chua ngoa như thế. Tôi cứ nhớ xem rốt cuộc còn ai có thể dùng account của hắn. Thấy tôi không trả lời, người kia lại nhắn tiếp. Đồ của tôi mà cô cũng lấy trả đây. Đồ của cô, bộ nữ trang kia. Bộ nữ trang đang ở trên người tôi, chẳng qua tôi không biết cô là ai, không thể đưa cô được. Ầm bầy đồ nhắn, tôi là bạn gái của bầy đồ, đồ kia là anh mua cho tôi. Địch, Lăng Tiêu có bạn gái. Xem chữ nữa thì trong mắt tôi rớt luôn ra ngoài. Tôi kéo tay Tiểu Tiểu Thiên lại cho xem dòng chữ kia. Tao có quán gà không? Hai cha, đây là gì với gì vậy? Tử Tiểu Thiền cũng cười cười. Đầu tường ở có ở đó không? Hỏi xem có gì xảy ra, có phải bị hack không? Những lời này của Tử Tiểu Thiền hù dọa làm tôi cả người đổ mồ hôi lạnh. Đồ trang bị của bầy đồ đều không quá khóa. Vì là để cho bọn đầu tường lúc online cầm đi thì cứ lấy. Cái này mà hack thì xong cả đời. Cùng lắm thì hắn biết đồ trang bị là trên người tao. Tôi vừa nói vừa mở danh sách bản tìm tên ngồi đầu tường chưa hồng hành. Trời ạ, không có online. Gọi điện thoại. Tử Tiểu Thiên nói ngắn gọn. Về nhà xem mấy đồ trang bị khác có còn không? Không muốn gọi. Tôi trở về nhà vừa vào cửa đã thấy account của bầy đồ đang đứng ở hộp tủ. Bên cạnh còn thuộc hạ cấp mười mấy. Nhìn tình cảnh này tôi có chút run run. Vừa mở hộp tủ ra nhìn, người tôi đổ đầy mồ hôi lạnh, trống không. Mẹ nó, cô hack account của người ta hả? Cô mới hack đó, thuộc hạ của tôi muốn dùng trang bị, tôi luôn thoải mái dùng đồ của bầy đồ nha. Kiểu công tử, thuộc hạ của cô cũng cần trang bị cấp cao như thế. Ầm bầy đồ, cô quản sao, tôi có thuộc hạ cao cấp. Đây không phải là bị hack mới lạ. Uy Ca nhìn vào một hồi lâu kêu lên, mau gọi điện thoại đi. Dám hack khi mày đang trình hình ở đây quá trâu bò. Tao... Tôi không thể mắng, đưa tay lên lấy điện thoại trong túi.
Có hơi run, lúc rảnh rỗi không việc gì làm, tôi lo tính toán. Đồ trang bị trong ngăn kéo này ít nhất cũng 8-9 vạn. Nhà trời của Lăng Tiêu đổi thành I just want you to love me. Hơn nữa cả buổi thì cũng không thèm bắt máy, làm tôi phiền lòng chết được. Alo, giọng của Lăng Tiêu lúc này gần như thấy có hơi ngoài ý muốn. Sợ ai đang dùng account của anh vậy? Tôi không lo những chuyện khác hỏi thẳng luôn. Không biết, Đình Bằng, sao thế? Bảo là bạn gái anh lấy hết sạch đồ trong hộp tủ rồi, bây giờ còn hỏi luôn bộ nữ trang của tôi. Tôi nói liền một hơi, anh có cả bạn gái sao? Không có. Lăng Tiêu trả lời rất nhanh xong ngừng một chút, là vợ trước của anh. Xỉu mắt, tôi tưởng là hack account. Nhỏ bảo là đưa cho thuộc hạ dùng, có chuyện gì thế? Lấy đồ để luôn sao? Trống không, lấy luôn cả tài liệu. Tôi cảm thấy trong giọng Lăng Tiêu có gì đó sai sai. Như vậy sao? Lăng Tiêu không nói. Tôi để đông nổ anh, rốt cuộc là anh không gấp gáp sao? Nhỏ muốn thì cứ để nhỏ lấy đi. Giọng của Lăng Tiêu rất nhạt. Cái gì? Tôi phát khinh, không nhìn được phải lên giọng. Nhỏ muốn thì cứ để nhỏ lấy, dẹp đi nhá. Tôi còn đây thì sao? Tôi muốn đó, phải anh có cho tôi lấy không? Không phải anh kiên quyết để em lấy sao? Là em không lấy thôi. Hả? Anh nói vậy là sao? Tôi đang hoài nghi không biết Lăng Tiêu có nghe rõ những gì tôi nói hay không. Bây giờ nhỏ lấy hết tất cả những gì có thể dùng được bên account của anh có hiểu không hả? Ừ, dù sao em cũng không cần, có giữ lại cũng vô dụng. Tôi sững sờ, đây là chuyện gì? Đứa trẻ nhỏ ẩn dối sao? Tôi ở đây phát chân lên cổ lo lắng cho hắn, bên kia hắn không thèm để tâm còn nói với tôi những lời này. Vậy anh đưa cho nhỏ hết đi, tôi mặc kệ. Tôi cúp điện thoại, anh nhiều tiền thì muốn vung ra sao thì tùy ý anh. Chuyện đã làm sao vậy? Vika hỏi. Đưa cho nhỏ. Hả? Mắt trí xà cũng trợn trắng nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi không lên tiếng nhìn account của bầy đồ đi tới đi lui, vô cùng bực bội, còn muốn gom cái gì? Đồ cầm đi hết sạch rồi, cô định hốt tròn đồ nội thất luôn hay sao? Ầm bầy đồ, cô đứng đây làm gì? Kiểu công tử, đây là nhà của ông đây. Chà chà chà. Tôi muốn mắng người nhưng đối phương lại là một cô gái. Tôi nhìn, mà dù tôi không quen nhìn bầy đồ nói những lời như vậy, từ ngày tôi biết bầy đồ tới giờ chưa hề thấy lời nào quá đáng với tôi. Bây giờ giọng nói chua ngoà và lấn miệt thị này làm tôi từ đầu tới chân đều bực bội mà không biết xa ở đâu. Mặc kệ, Từ Tiểu Thiên nhìn tôi. Mặc kệ còn giờ trò hồn dối với tao chứ, đừng hỏng. Nên mày đang nổi điên nữa hả? Tao... Tôi nhìn Từ Tiểu Thiên nhất thời không nói thành câu. Tôi đang nổi điên, tôi thừa nhận mình bực tức. Lăng Tiêu nói với tôi rằng hắn cứ để người ta cầm hết đồ vì tôi không muốn. Tôi cảm thấy những lời này quá vô lý, chẳng lẽ tôi không nên hắn tự quyền quyết định việc hắn ở hay sao? Mình cứ xem vậy. Từ Tiểu Thiên không nhìn tôi, nhìn màn hình đang làm phép. Dẫu sao mày cũng quyết nhìn đồ bị lấy đi mà. Địch, tôi lại lấy điện thoại ra. Đang lúc định nhấn số thì tin nhắn của hệ thống phụ quân của cô ầm bầy đồ đang online. Hả? Online? Mẹ nó đây là ai? Tôi đang muốn hỏi thì thấy thuộc hạ cấp mười mấy kia lên tới. Tiểu Nhã, ai đã tôi ra vậy? Ầm bầy đồ, đồ đâu rồi? Tiểu Nhã, Lăng... trả đồ lại đi. Thuộc hạ của tôi dùng, vợ anh muốn, tôi muốn. Hay lên đặt cao mưa mùa đông. Ầm bầy đồ nhắn, em không trả lại đồ thì anh sẽ lấy luôn account gốc của em. Tiểu Nhã nói, anh có ý gì còn đổi mật khẩu. Do em chọc anh thôi, anh lấy account lại. Bầy đồ mang account từ bên ngoài vào, tên là Mưa Mùa Đông. Ngay lúc Mưa Mùa Đông đi vào để giao dịch, tôi nhìn thấy, hóa ra toàn bộ giao dịch đều diễn ra ở tủ đồ. Vừa giao dịch xong, điện thoại đã vang lên. Đồ đạc để trong nhà cũng được, bỏ sang account của em cũng được, mật khẩu của anh đổi thành sinh nhật em. Sau này người khác muốn lên cùng lúc cũng không được. Lăng Tiêu ngừng một chút rồi nói, em vừa mới dặn hả? Không có. Bây giờ anh có thể offline hay cứ ở đây? Tôi đã một tuần là một tuần. Ừ. Lăng Tiêu cúp điện thoại cũng không nói nhiều, account của bầy đồ cũng offline. Tôi ngẩn người cầm điện thoại thẳng thừng như vậy, đơn giản như vậy, hơi thêm một câu cũng không có. Cứ cúp điện thoại xong lock out luôn. Account Tiểu Nhã kia không đồng đầy, không nói gì, cứ phải ngẩn người đứng trong nhà. Tôi dần dần con chuột định đi ra ngoài. Tiểu Nhã nói, coi như cô cao tay. Có ý gì? Tôi nhìn Từ Tiểu Thiên, nó cứ cười hớn hở, miết bên cạnh tôi. Là ý tranh giành người yêu. Nó cười đưa cho tôi một điếu thuốc. Chết đi.
Nói vậy thì một cô gái đi giành yêu với tôi, hay là tôi đi giành người yêu với cô gái đó? Tôi bắt đầu suy nghĩ chuyện này, tới cùng thì nhỏ gây chuyện trước hay là tôi? Việc này rất quan trọng. Tôi mở lịch sử cuộc trò chuyện ra, lần lại từ trên xuống là nhỏ. Nhỏ nói chuyện chua ngoẹt trước, ra kết luận xong tôi thở phào nhẹ nhõm, rít một hơi thuốc dài, phun hết lên màn hình. Mà chờ đã, vừa thấy người không quen biết lên account của bầy đồ, tôi khá là khó chịu. Tại sao lại khó chịu? Người lên account của hắn thường đã biết tôi sao? Hay là vì tôi cảm thấy bạn bè hắn ít, nhất là bạn bè có chơi game phải biết tôi là ai? Nghĩ tới đây tôi cũng hoảng hồn đứng phát dậy. Đó là một cái đá một cái ghế từ Tiểu Thiên. Đi ra ngoài dạo một vòng với tao cái coi, bực bội quá. Tuân lệnh. Từ Tiểu Thiên nhìn tôi một cái rồi bật cười. Nghe muốn đi đâu? Theo tao. Hai đứa mày đi đâu đó? Trần Chí Sa kêu lên. Đang chờ mày kêu bảy độ online dẫn bọn tao đi làm nhiệm vụ. Mày lấn vào đồ đi. Sẽ chết đó. Không phải mày chết ngàn lần rít quen luôn rồi sao? Ra khỏi tiệm nét tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời đã lộ sàng, phơi nắng thật thoải mái. Tôi đưa mắt nhìn Từ Tiểu Thiên. Nó ở bên cạnh tôi, mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. Đi đâu? Tôi hỏi nó. Hả? Không phải nên hỏi mày sao? Tôi cúi đầu đi về phía trước. Tôi không có mục tiêu, chỉ là muốn ra ngoài một chút. Tôi chỉ muốn đồng tẩy với tình huống có Từ Tiểu Thiên đi theo mình. Thật ra là có chuyện muốn hỏi, chẳng qua không biết nên hỏi ra làm sao. Chúng tôi đi về phía cửa trường học, suốt quãng đường cũng không nói chuyện, đi thẳng tới cuối đường xong lại vòng trở về. Tao hỏi mày chuyện này. Tôi nghiêng đầu nói với Từ Tiểu Thiên, phát hiện nó đang tươi cười nhìn tôi, cười cái con khỉ. Có tâm sự hả? Cái này gọi là tình trạng mệt tim nhức não. Nó châm một điếu thuốc, nhiều mắt lại nhìn tôi trong làn khói. Ừ, có đó. Tôi thành thật trả lời, không cãi lại theo thói quen nữa. Về Lăng Tiêu. Ừ. Tôi tiếp tục đi về phía trước, đi phải bước lại sừng rồi lười đi. Tôi ngồi vào bậc xi măng của bồn hoa ven đường. Tôi có chuyện muốn hỏi nó, nhưng chợt nhận ra tôi đưa mặt về đường cái có hơi tụt hứng, quyết định nhảy qua chỗ bồn hoa bên kia. Mẹ, rốt cuộc mày có chịu ngồi cố định một chỗ không? Từ Tiểu Thiên nhảy tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Mày nói xem có phải tao thích Lăng Tiêu hay không? Tôi không để nó kìm ngồi ngay ngắn đã hỏi thẳng luôn. Tôi sợ để xíu nữa lại mở miệng không nổi. Mày hỏi tao? Nó hơi sửng sốt lấy tay quyệt ngang cằm tôi, như là nghiên cứu xem tôi có nói thật hay không. Ừ, thật sự tao không biết, tao nhìn không ra. Từ Tiểu Thiên cúi đầu ngón tay vẽ nghịch ngoạc trên đất. Mày thích tao đúng không? Ờ, đúng vậy. Ngón tay nó ngừng một chút sau đó lại vẽ vời tiếp. Cái này cũng hỏi được sao? Vậy tại sao mày? Tại sao tao không ngăn Lăng Tiêu tìm mày, hoặc là ngăn mày đi ra ngoài với Lăng Tiêu? Dù sao thì tao làm mấy chuyện này cũng không khó chứ gì, lại còn ở suốt bên mày. À, ừ. Tiểu tử nhìn tôi cắn môi dưới nơi rất nghiêm túc. Mày muốn cái gì? Tao có thể cho mày cái gì? Nếu mày là con gái, tao sẽ không hai lời. Nhất định theo đuổi mày không biết trời trăng rồi cưới mày về sinh ra một đàn kiểu tiểu dương. Ông nô mày, câm miệng đi. Tôi đạp một phát lên bắp chân của nó. Nhưng mày không phải là con gái. Từ Tiểu Thiên che chân. Muốn được thoải mái hay cùng mày không nghĩ gì, chỉ có thể giữ nguyên hiện trạng. Tôi im lặng, những điều Từ Tiểu Thiên nói tôi chưa từng nghĩ tới. Đầu dây mối nhờ trong lòng tôi chính là, cho đến cùng tôi có thích Lăng Tiêu hay không? Kiểu Dương, rốt cuộc lại mày muốn cái gì? Vậy thì Lăng Tiêu muốn cái gì? Tôi nghĩ mình bị ma ám rồi. Hai ngày này tôi cứ ngủ rất sớm, giấc ngủ cũng ngắn, được tới 2-3 giờ là mở mắt chằm chằm nhìn đồng hồ. Huy Cà với Trần Chí Sa nói mớ lúc bao nhiêu giờ tôi cũng nhớ rõ. Tôi lấy điện thoại di động đặt dưới gối, nhàm chán mở ra xem, có rất nhiều tin nhắn của Lăng Tiêu. Theo như nhật ký từ trên xuống thì mỗi ngày 1-2 tin, nội dung cơ bản chỉ là hỏi tôi đang làm gì. Rồi tin trả lời bảo hắn đang làm gì, thế mà tôi cũng giữ lại không xóa đi. Chờ tới lúc này tôi vẫn nhận thấy được tin nhắn của hắn thật nhàm chán làm sao. Giờ 2-3 ngày không tin tức gì từ hắn, tự nhiên tôi lại thấy khá là không quen. Từ Tiểu Thiên không ngủ, tôi cũng đếm được nó lật qua lật lại trên giường 17 lần. Mày thức hả? Tôi nhẹ giọng hỏi. Không có. Tao thức rồi. Ngủ nhanh đi.
Ông đây không ngủ được. Hai, Tử Tiểu Thiên thở dài, thỏ tay xuống giường tôi. Cầm kem với ba, cho nè. Để làm quỷ gì? Tôi cầm lấy nhét vào tai, Tử Tiểu Thiên giơ ngón giữa trước mặt tôi. Tôi đạp một phát lên giường của nó. Hai cái chân gà, Uy Ca nói. Tôi với Tử Tiểu Thiên nghệt mặt ra một lúc rồi lại nằm cười. Thế, còn ngủ nghỉ gì nữa? Tử Tiểu Thiên vừa cười vừa làm bộ bi thương. Hâm mộ thật. Tôi mở nhạc lên, đây là loại nhạc chuyên dùng để gây mê của Tử Tiểu Thiên. Tiếng chim hót, côn trùng kêu, nước chảy gió thổi gì đó. Nghe một hồi, tự dưng có cảm giác mình sắp tu thành tên rồi. Sau đó lăn ra ngủ thật. Hôm nay là ngày thứ tư, lờ đờ thức dậy nhưng không mở mắt được vài phút. Cảm giác có người vỗ mặt mình làm tỉnh. Tử Tiểu Thiên cách mặt tôi chừng 20cm, trên tay cầm điện thoại của tôi. Thấy tôi mở mắt ra, nó cười bảo: "Ngủ dài như chết vậy, mẹ mày gọi điện thoại ba cuộc rồi." "Mấy giờ rồi?" Tôi cầm lấy điện thoại di động. 1 giờ. "Buổi trưa." Tôi cảm thấy mình làm sao có thể ngủ thẳng giấc tới mức này. Tử Tiểu Thiên nắm cằm tôi xoay về phía cửa sổ, mặt trời trên cao chói lọi. "Alo, mẹ." "Mẹ với bố mày sắp lên máy bay liền đấy, buổi tối mày nhớ về nhà, không có ai lo cho em mày đó." "Vâng vâng, con biết rồi." Tôi ngồi ngơ ngác trên giường, Uy Ca với Trần Chí Sa đều không ở trong phòng. Tử Tiểu Thiên không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại đang lau kính. Tôi nhìn hồi lâu cũng thấy khó tin, đành phải hỏi thăm thử. "Ngài đây đang lau kính đó sao?" "Không." Tử Tiểu Thiên giơ khăn về phía tôi nói nghiêm túc. "Tôi đang tập thể dục buổi sáng." "Mày rảnh quá hả?" "Không có việc gì làm thì mua cơm cho ta đi." Tôi sờ bụng một cái thấy hơi đói. "Kìa, nó chỉ lên bàn." "Cơm nữa sao?" Tôi nhìn qua thấy quá cảm động lên nhào tới. "Tiểu tử, mày quá vĩ đại." "Đây là Uy Ca vĩ đại nhà mày mua cho đó." "Hả? Đã xảy ra chuyện gì lớn hả?" Tôi có sự cảm không lành. "Mày vi tính của mày không ở được nữa." "Trời ơi." Tôi rất bị phấn giằng cò trước máy 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đành phải đem nó tới cửa hàng sửa chữa. Tử Tiểu Thiên gọi điện thoại hỏi có đi học hay không. Tôi bảo còn có tinh thần lên lớp hay sao. "Phải mày đi dạo phố một mình hả?" "Đằng nào thì chiều cũng phải về nhà. Mẹ tao đã ra lệnh không được để Kiều đó đó ở nhà một mình." "Phải tao ra tiệm net đây." "Hả? Mày đi học đi, sắp thi rồi. Sao mày không lo ghi chép hỏi han để cho chú trúng chỗ nào?" "Để Đào Nhiên lo, chuyện này con gái rảnh hơn." "Hai đứa mày vẫn không chia tay hả?" Tôi cũng ngạc nhiên không biết rốt cuộc sao Đào Nhiên suy nghĩ cái gì. "Không, chắc là tao phải chết trong tay nhỏ quá hả?" Tiểu tử vẫn còn cười được. "Thật ra thì nhỏ rất tốt." "Ừ, vô cùng tốt." Còn một tiếng nữa Kiểu Đoá Đoá mới tan học. Tôi tới chỗ gần khuôn viên trường nhỏ, lang thang đi dạo không mục đích. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào quán xá mà một vẻ biếng nhác. Tôi vào một cửa tiệm đi một vòng, đi ra rồi lại đi vào, xoay xong rì ra, lòng vòng được chừng 12 bận. Một ông bảo vệ ở bên đường dành cho người đi bộ cũng đi theo tôi. Tôi đi vào một cửa hàng khác, bảo vệ ngoài cửa một mặt làm ra vẻ không có gì, một mặt lại làm điều bộ chuyên nghiệp theo dõi kẻ trộm. Tôi lấy một chiếc mũ đội trên kệ xuống, đội lên đầu, xoay ra nhìn gương. Cái mũ này trông rất đẹp, ngắm nhìn cả buổi lại phát hiện nó y xì cái mũ Lăng Tiêu hay đội. Tôi gỡ cái mũ xuống, thiếu chút nữa là quăng luôn đi. Lo ngại ông bảo vệ ở cửa đang nhìn tôi ngó nghiêng, tôi để nén ý nghĩ muốn quăng nó, cũng kìm nén suy nghĩ trong đầu mình lúc này. Tôi thì nói với mình hoàn toàn không phải vì Lăng Tiêu đội chiếc mũ nên tôi mới cảm thấy khó chịu. Đi dạo phố cũng rất bực vào mình. Tôi giống như y chang ăn trộm chuyên nghiệp. Sau khi rẽ tới rẽ lùi chừng 2 hẻm ở khúc đường dành cho người đi bộ, cuối cùng cũng cắt đuôi được ông bảo vệ. Đi xuyên con đường dành cho người đi bộ ra bờ sông, tôi ra phố, đứng ở đường lớn Tân Giang, nhớ tới lần đi chơi xuân ngây thơ lắm màng kia. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua đã làm tôi cau mày. Không thể suy nghĩ sâu nữa, vì phần nửa câu chuyện ngày hôm đấy toàn là về Lăng Tiêu. Tôi cảm thấy mình dù ở đâu đi đâu về đâu, hay là khi nào cũng vậy, hoài hoài cớ nào thì cũng nghĩ tới Lăng Tiêu. Tôi châm thuốc lá tìm ghế đá phên đường ngồi xuống ngắm mặt trời, thẫn thờ nhìn người qua lại trên phố. Mùa hè tới rồi, những đôi chân xinh đẹp ngang dọc trên đường.
Tôi thực ra thấy mình không hứng thú với các bé loli. Tôi thích những chị gái quyến rũ hơn, vóc người, nhưng người đừng có dẹp như cá bơn, phải có đường cong, tóc đừng có cong như mì sợi. Xoăn nhẹ thôi cũng đã hấp dẫn rồi, không nhuộm màu, không cần dùng len dán tròng cho to đùng, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn thôi thì đã thấy rạng rỡ lắm rồi. Tôi nhìn vào một phụ nữ trên đường, quý bà này chắc cũng hơi lớn tuổi rồi, nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp, trẻ lại 10 năm đảm bảo là giai nhân. Vì cách một con phố nên tôi rất thong thả mà ngắm nhìn người ta. Bên cạnh đó còn có một người đàn ông, tôi tiện thể liếc sang, đúng lúc người kia đưa mắt qua bên này, vì vậy hai bên sửng sốt nhìn nhau. Má, tôi sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng cúi đầu lấy tay che chán. Đây là thế giới gì đâu cũng thấy quỷ hả? Tôi ngồi ở đây ngắm cảnh chút xíu mà lại đụng trúng Lăng Tiêu. Tôi nhìn qua từ cách nghe ngón tay hy vọng Lăng Tiêu không thấy mình. Nhưng xui quá hắn đã rành rành thấy mặt tôi, còn cùng người phụ nữ bên cạnh băng qua ngã tư đường tới đây. Tôi vứt điếu thuốc xoay người đứng dậy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất chảy máu. Kiều Dương! Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên từ sau lưng tôi. Tôi điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt làn ra một dáng vẻ ngơ ngác, sau đó vừa như mình kinh ngạc lắm. Lăng Tiêu, sao trùng hợp thế? Kỹ năng diễn xuất của tôi chứ khá tệ. Tôi không nhìn ra người phụ nữ kia có biết tổng tôi không nhìn, nhưng Lăng Tiêu thì nắm thóp tôi rồi, nhớn mày nhìn tôi. Xem lại ở đây. Là bạn học hả? Tôi còn chưa trả lời, người phụ nữ kia đã mỉm cười lên tiếng. Là bạn học ở trường Bách Khoa. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn người ấy một chút, quay sang bảo tôi. Mẹ anh. À, chào gì ạ? Tôi nuốt nước bọt cố lắm mới nói thành câu. Nếu Lăng Tiêu không bảo đây là mẹ hắn, dám tôi nói chào chị lắm. Tên Kiều Dương hả? Trên mặt bà nụ cười rất là có phong thái, nhiệt tình như là chừng mực. Vâng, tôi gật đầu không biết vì sao, nhưng tôi không thích nụ cười đó của bà, cũng không thích việc bà âm thầm mỉm cười quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như thế. Đến nhà ngồi chơi một chút nhé, cũng gần. Bà ấy lại dịu dàng cười với tôi chỉ về phía bờ sông. Bên kia đường tôi nhìn theo hướng bàn tay bà chỉ, đó là khu biệt thự đầu tiên của thành phố, xây bên bờ sông, từ chỗ đó mọc lên hàng dãy biệt thự, không xây mấy khu dân cư nhỏ nữa. À, con cảm ơn gì? Tôi chỉ biết cười không biết lời này là thật hay giả, còn có việc sắp phải đi rồi. Mẹ về trước đi, bọn con trò chuyện một chút. Lăng Tiêu đặt tay lên vai bà, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, mắt nhìn của tôi cũng không giỏi. Cũng không phải là quá nhạy cảm, nhưng tôi khẳng định mình đã nhìn ra trên vẻ mặt tươi tắn kia của mẹ Lăng Tiêu ánh lên một nét không vừa ý. Tôi cảm nhận được nụ cười dịu dàng hòa nhã kia cũng lạnh băng như ánh mắt quét khắp người tôi, làm tôi phải rùng mình. Anh theo gì về đi, hôm nào mình nói chuyện. Tôi cảm thấy cảnh giác và lo lắng, vội vàng nói, lát nữa anh về. Lăng Tiêu cũng nhìn tôi một cái. Hắn nói chuyện với mẹ mình bằng giọng rất dịu dàng, nhưng lại lộ ra sự hoài nghi quá mức nào đó. Bà còn chờ ở nhà. Bà liếc mắt nhìn tôi, làm tôi cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh. Đừng chế quá, nhất định hôm nay phải về nhà ăn cơm. Vâng. Kiều Dương à, có rảnh thì phải đến nhà dì chơi đó, Lần Tiêu rất ít khi dẫn bạn về nhà. À. Mẹ hắn xoay người rời đi rồi, tôi vẫn không nhúc nhích. Mãi tới khi bà khuất bóng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thấy như mình vừa chạy xong một vòng lớn, sau đó toàn thân rã rời. Không phải tôi bảo đừng để tôi thấy anh nữa sao? Tôi tựa lưng vào ghế bắt chéo chân, liếc nhìn Lăng Tiêu cả người bực bội. Ngoài ý muốn thôi, em bảo anh đừng tới điện thoại, đừng lên game, đâu có bảo anh đừng ra đường. Mẹ anh, tôi ngắt lời hắn không biết có nên xả hết khó chịu trong bụng ra không? Hả? Như vậy là sao? Tôi nói chờ xem mẹ hắn có hỏi gì về hắn không. Bà ấy cứ như vậy đó, em đừng để ý. Lăng Tiêu cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Gia đình anh có biết chuyện của anh không? Tôi nhìn không được phải hỏi. Thái độ của mẹ hắn làm như tôi là thể loại cần đề phòng, giống như tôi có mưu đồ bất chính với con trai bà vậy. Anh chưa từng nói, cùng lắm thì... Hắn lấy một cây kẹo mút ra, hỏi thăm một chút có thể nghe ra, cho người theo dõi một chút sẽ phát hiện. Hả? Tôi giật mình nhìn hắn hỏi thăm theo dõi. Mẹ nói nhà có tiền quả là mong phong cách dị thường. Nhà tôi thì nếu tôi có chuyện không muốn nói, mẹ tôi sẽ dùng hai cách. Một là lải nhải, hai là tra tấn bức cung.
Nhưng chỉ cần tôi ngậm miệng có chết cũng không chịu nói, cuối cùng cũng không xảy ra, cứ để mặc. Mẹ anh không đi làm, ở trong nhà không phải mó tay vào việc gì nên cũng hay tìm ít trò tiêu khiển. Lăng Tiêu từ đầu trên ghế, ánh mắt mơ hồ, giọng nói để sự lạnh nhạt. Mẹ anh chắc là không cho rằng tôi... Tôi đột nhiên nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này. Có thể đó, ai biết được. Anh đào lỗ cho tôi chui xuống đi. Cặp em lại không muốn đi, biết làm sao bây giờ. Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn tôi, kẻo mốt cứ đẩy đưa trong miệng. Tôi đi. Anh không nhìn được sẽ đi theo. Tôi lập tức nói không lên lời. Lăng Tiêu là thể loại thần kinh thép, cho đến cùng thì vẫn là đức tính tốt hay là đồ thiếu tư cách đây. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi xoay người ôm lấy chân trống trên ghế. Tôi nghĩ phải nói rõ với hắn việc này. Anh không nghĩ gì, chỉ muốn được ở bên em. Được rồi, anh muốn được ở bên tôi. Tôi lấy thuốc lá ra châm. Nói cho tới cùng thì tôi với anh bên nhau rồi sao nữa? Sau này thế nào? Ở bên nhau hả? Ở bên nhau thế nào cơ? Anh với tôi kết hôn được sao? Lăng Tiểu hẳn là không nghĩ tôi lại hỏi như thế, cũng hơi giật mình nhìn tôi. Ánh mắt là sự mông lung. Với lại vì sao anh muốn ở bên tôi? Anh thích tôi mà, vì sao lại thích tôi? Tôi thấy tư duy của mình thật tăng động, rất thích hỏi. Đưa ví cho tôi. Lăng Tiểu không nói, đưa ví tiền cho tôi. Tôi mở ra bức ảnh kia còn để lại. Tôi giơ ví tiền ra chỉ vào bức ảnh hỏi hắn. Anh thích tôi, anh để hình của người khác trong ví tiền mà theo đuổi tôi sao? Lăng Tiêu, anh nghĩ tôi bị ngu hả? Anh... Tôi nhìn ảnh cầu chú trong đầu chuẩn bị họp lại, tập trung lên án Lăng Tiêu. Tôi nhìn qua bức ảnh, nhìn kỹ lại, suy nghĩ trong tôi xứng lại. Đột nhiên tôi nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi hiểu vì sao lần đầu nhìn bức ảnh này lại thấy quen mắt. Ánh mắt của Đỗ Tâm Phú có cảm giác quen thuộc. Tôi rút bức ảnh trong ví ra, cẩn thận nhìn lại. Lăng Tiêu, tôi đến cả nhà anh. Tôi nhìn thẳng vào hắn. Tôi thật tình không hiểu. Kiều Dương. Lăng Tiêu rút cổ không giữ yên, nét mặt bình tĩnh nữa, lấy kẻo mút trong miệng ra. Em phải nghe anh giải thích đã. Giải thích cái gì? Lúc đầu tôi nghĩ là vậy, nhưng sau đó lại không đúng sao? Anh nghĩ đây là tiểu thuyết ngôn tình đó hả? Hay là cho rằng tôi cũng như kiểu đó đó? Là vậy thật. Lăng Tiêu nhíu mày, cầm lấy ví tiền tôi đưa, sau đó rút lại bức ảnh. Bức này ảnh này không phải anh cố ý giữ lại, căn bản bình thường anh cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu, tôi có cảm giác đau khổ không nói thành lời. Tôi nghĩ đối với Lăng Tiêu mình có chút gì đó gọi là thích, nếu không thì đã không tức giận vì ánh mắt của Đỗ Tâm Vũ như thế. Nhưng chính vì vậy mà tôi thấy mình giống thằng ngu. Nếu tôi nói tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, anh sẽ lập tức biến mất sao? Đúng vậy. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.